Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả mọi người tiếp tục đến với kênh Thảo Dược Người Dao. Hôm nay Thảo Dược Người Dao tiếp tục muốn gửi đến toàn thể cô bác, các anh chị một cái cây thuốc mà khả năng là 90-95% cái cây thuốc này chỉ có người dân tộc Dao mới biết sử dụng. Lát nữa tôi đến nơi tôi sẽ chỉ cho các bạn. Người Dao chúng tôi thì có rất là nhiều những cái bài thuốc mà những dân tộc khác không có. Đấy, tôi phải khẳng định như vậy. Và cây này là một trong những cây mà điều trị bệnh xương khớp, điều trị bệnh dạ dày, đồng thời những cái trường hợp bị viêm gan cấp và mãn tính, chúng ta đều sử dụng cây này rất tốt. Đây, thưa với các bạn, đây chính là cây mà tôi muốn gửi đến các bạn này. Đây là một loại cây nửa leo, nửa gỗ. Dạ đây ạ. Đây chính là cây mà tôi muốn nói đến trong cái clip ngày hôm nay. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái cây này. Khi mà nó lớn ấy, thì nó sẽ trở thành một cây thân gỗ. Còn dạng bé này thì nó sẽ đang trong thời kỳ này là nó là một cái dây leo. Đấy. Đây này, đây là một nhánh của cây này, này các bạn này. Đấy. Đây, tôi sẽ quay cận cảnh về lá, hình dạng của nó cho tất cả các bạn cùng biết. Đây, lá của nó này. Lá thì mọc so le với nhau. Và một cái điều đặc biệt là lá này chúng ta rất là dễ nhận biết này. Lá của nó khá là dài này. Đấy. Gần lá thì lóm xuống. Đây ạ. Đây. Mặt trên, mặt dưới của lá thì đều là bóng nhá các bạn nhé. Đây. Nó không có lông. Tí nữa tôi sẽ chặt ra cho các bạn xem. Cái cây này thì khá là ít rồi. Tại vì là cây này rất là nhiều người biết. Đặc biệt là người dân tộc Dao thì hầu như là biết hết cây này. Đấy là từ người già, người trung niên ấy, người trung niên với người già thì hầu như là người nào cũng biết, tại vì là cây này nó có tác dụng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Còn đây, đây là lá non của nó đây này các bạn này. Đó. Và bây giờ tôi cũng bật mí luôn, cây này người dân tộc Dao chúng tôi gọi là đìa rán nha các bạn nhé. Đấy. Còn tiếng phổ thông thì tôi không biết cây này tên là gì. Đấy, tiếng phổ thông như nào thì mong các bạn, cô bác, anh chị nào, và đặc biệt là có các bác người Dao nào đang làm thuốc. Đấy thì các bác biết được cái tên phổ thông của cái cây mà chúng ta gọi là đìa rán ấy, thì vui lòng cho tôi xin cái tên để các bác có thể gửi bình luận, viết bình luận xuống dưới kia, xuống dưới video này để tôi biết được cái tên này. Ở địa phương chúng tôi thì sử dụng cây đìa rán này để mà chữa viêm gan cấp và mãn tính, nó rất là tốt. Đấy, cây đìa rán này chúng ta có thể kết hợp với lại một cái cây
một cái cây ở dưới kia nó có gai rất là nhiều gai luôn. Đấy, chúng tôi hay gọi là da cỏ đéng, hay gọi là da cỏ dìm. Đấy, chúng ta sử dụng cái thân của cái cây điều gián này kết hợp với lại vỏ hoặc là cái mấy cái gai của cái cây da cỏ đéng này, chúng ta sắc uống. Đấy, trong vòng thời gian từ 20 đến 30 ngày thì nó sẽ cho hiệu quả rất tốt đối với những cái trường hợp cô bác anh chị nào bị viêm gan cấp và mãn tính. Đấy. Một cái nữa, đây cái cây địa giãn này là một trong những cái vị thuốc hỗ trợ điều trị viêm ruột, viêm dạ dày, loét dạ dày, đại tràng. Đấy. Nó rất là hiệu quả. Đấy, trong những cái bài thuốc mà người dân tộc Dao hay sử dụng thì có cả bài, có cả cái vị thuốc này để điều trị dạ dày. Để tôi bật mí cho tất cả các bác cùng biết. Và cái thứ ba, theo như người dân tộc Dao chúng tôi sử dụng, cây này là một cái cây kết hợp với lại nhiều cây khác để điều trị bệnh thấp khớp, bệnh xương khớp phong tê thấp đấy. Nó rất là tốt. Cây này chúng ta có thể kết hợp với lại cái cây mà hôm trước ấy, tôi có làm cái clip tôi giới thiệu thì nhiều bác bảo là cây đấy là dây gắm đấy. Đấy, dây đấy kết hợp với lại cây này. Cái cây dây gắm mà các bác bảo ấy, thì ở trên tôi gọi là đèm muôi. Đấy, đèm muôi, đèm muôi piêu đấy. Gọi là hạt quả dây gắm thì chúng tôi gọi là đèm muôi piêu. Đấy, cái này kết hợp với cây đấy, với lại cây kê huyết đằng. Đấy, kê huyết đằng các bác nhé. Với lại cốt tỏi bổ. Cốt tỏi bổ thì nhiều bác cũng biết rồi. Đấy, ở trong loanh quanh đâu đấy, những cái đá này, những cái phiến đá này chắc chắn sẽ có cốt tỏi bổ. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tập trung vào giới thiệu về cái cây địa gián này cho các bạn biết thôi. Đấy. Và một cái nữa nó rất là quan trọng này. Đấy, chị em phụ nữ sau sinh, đấy, đây là các bác lưu ý nhé. Chị em phụ nữ sau sinh, với lại người già suy nhược cơ thể, bị phong thấp, phong tê thấp, đau mỏi khớp gối, khớp vai, khớp háng, tất cả những cái trường hợp liên quan đến bệnh khớp ở người già này và chị em phụ nữ sau sinh, thì cái cây địa giãn này là một cái thành phần trong rất là nhiều những cái vị thuốc tắm để hỗ trợ cho những cái trường hợp chị em phụ nữ sau sinh mà chúng ta mất sức ấy, với lại người già ốm yếu, thì cây này là một cây để hồi phục sức khỏe nó rất là nhanh chóng. Đấy, chị em phụ nữ người Dao chúng tôi thì sau khi sinh khoảng 3 ngày đấy, sau cái quá trình là làm lễ đặt tên này cho con thì đã có thể đi làm trở lại rất là bình thường. Đấy là nhờ những cây thuốc rừng ở trên này. Cho nên là hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn, các bác, các anh chị biết về một loài cây nó có công dụng rất tuyệt vời mà khả năng là chỉ có người dân tộc Dao chúng tôi mới biết sử dụng cây thuốc này để điều trị bệnh. Đấy. Còn ở chỗ khác, người Dao khác hoặc là người dân tộc khác ở những cái địa phương khác có sử dụng hay không thì tôi cũng không rõ. Đấy. Nếu các bạn, các bác, các anh chị thấy được cái clip này của tôi mà biết được cây này ở chỗ các bác sử dụng tên phổ thông là gì thì vui lòng cho tôi xin một cái tên ở phía dưới để tôi còn biết được và tôi có thể tham khảo được nhiều thông tin nữa ở trên mạng rồi lại gửi đến tất cả các bác. Biết đâu người dân tộc Dao chúng tôi sử dụng cây thuốc này chỉ để điều trị những cái bệnh như tôi vừa nói. Tuy nhiên biết đâu đấy nó còn hỗ trợ được rất là nhiều những cái bệnh khác. Thì tôi mong muốn có bác nào biết được tên phổ thông nhé của cái cây thuốc này, cây địa gián này,
tên là gì thì vui lòng là cho tôi biết nhiều hơn. Đấy. À, tôi xin nhắc lại, cây này là một cây địa rán để hỗ trợ cái trường hợp bị viêm gan cấp và mãn tính. Đây là một vị cây, một vị trong những cây. Cái thứ hai, điều trị viêm dạ dày, loét dạ dày đại tràng rất tốt. Cái thứ ba nữa, điều trị bệnh xương khớp. Đấy. Còn cái thứ tư, dùng để đun nước tắm. Và cái cây này chúng ta có thể dùng theo ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta chặt thân của nó. Đấy, thái từng miếng nhỏ xong phơi hay là sấy khô để chúng ta kết hợp với lại nhiều với cái khác để sắc uống. Cái thứ hai, chúng ta có thể dùng để ngâm rượu nha các bác nhé. Đấy, ngâm rượu uống nó cũng rất tốt. Cái thứ ba, chúng ta dùng để nấu nước để tắm. Đấy, nấu nước để tắm thì cho những cái trường hợp bị gầy gò ốm yếu này, chị em phụ nữ sau sinh này cũng tốt, và những cái trường hợp mà người bình thường ấy, những người bình thường như chúng ta thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tắm bình thường để nâng cao sức khỏe. Đấy, đây là cây địa rán. Vâng, hy vọng đây là những cái thông tin bổ ích mà tôi gửi đến các bác. Mong sao bác nào biết đến cây địa rán này thì chúng ta có thể đem về sử dụng kết hợp với lại một số những cái cây mà tôi đã từng nêu lên YouTube này cho mọi người cùng xem ấy. Nếu các bác thấy cái clip này hay, ý nghĩa, giúp cho các bác có nhiều thông tin bổ ích về những cây thuốc, những cái thảo dược của người Dao thì vui lòng nhấn like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để cho tôi có thêm động lực để làm những cái clip hay và ý nghĩa tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.